Trung tâm điện tử Ảnh Phương xin trân trọng kính chào tất cả các bác. Dạ vâng, báo cáo các bác là sau khi mà lên sóng những sản phẩm dòng loa kéo di động hay còn gọi là dàn loa mini mà nhiều bác thì chưa có khả năng đầu tư được những bộ dàn máy karaoke cao cấp khoảng độ 20-30 triệu, thì chúng ta có thể tham khảo để chúng ta có được một bộ có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Một cái điều đặc biệt nữa là những dàn máy cố định thì chúng ta thấy rằng là nó không linh hoạt, nhất là có những cái buổi tiệc nhỏ nhỏ ở ngoài sân hay là những buổi dạ hội hay là những buổi picnic du lịch mà chúng ta muốn có một cái bộ sản phẩm vừa hát vừa nghe nhạc vừa nhảy nhảy dân vũ ấy. Thì báo cáo các bác là chúng ta lại cần thêm một cái thiết bị. Hôm nay thì sau khi mà anh Phương tìm về những sản phẩm âm thanh và nghiên cứu rất kỹ thì thấy rằng là có một cái thương hiệu rất nổi tiếng và âm thanh rất là hay, đó chính là dòng loa kéo di động CARD do công ty AV Pro đấy, phân phối độc quyền. Với những tính năng rất là nổi bật và hiện đại, đó là sử dụng mic không dây, hai tay mic không dây và có chế độ bắt Bluetooth không dây, có chế độ đường vào guitar hoặc là đàn organ, có hai cái đường tiếng vào chính, đó chính là đường AUX bằng dây AV và đường Bluetooth không dây. Ngày hôm nay thì mời các bác hãy cùng dành vài phút để chúng ta trải nghiệm về bộ sản phẩm loa kéo di động này. Đây là dòng loa 3 đường tiếng rất là hay, xin mời các bác. Ok, anh Phương đã đập thùng ra đây rồi. Báo cáo các bác là một quả loa phải nói rằng cực kỳ đẹp và ấn tượng. Một dàn máy loa di động sở hữu một bát 40, cho công suất cực đại lên đến 500W, có khả năng đánh ở không gian ngoài trời rất là tốt. Thương hiệu của CARD. Đây là một những thương hiệu nổi tiếng trong những thiết bị âm thanh mà chúng ta thường thấy. Mời các bác hãy cùng quan sát. Đây là hàng chính hãng, có mã vạch quét đầy đủ. Sản phẩm được bảo hành 1 năm các bác nhé. Có địa chỉ rõ ràng của công ty. Đây là hàng nhập khẩu của công ty CARD. Thùng vách thì thùng bằng gỗ xịn rồi. Và đặc biệt là có cái tay xách vali dạng như này, rất ấn tượng và rất là lịch sự. Trong cái chất của thùng các bác để ý thấy rằng là cái chất sơn nhập khẩu đấy, và cái cách kết nối của nó khá là đồng đều và đẹp. Hai tay mic không dây dành cho các bác có thể gọi là di động hát được, phát biểu gọi là hát di động rất là tốt, và mic thu âm rất là nhẹ. Ok, đây nha, một loa chung, một loa chép kèn, loa 3 đường tiếng cho nên là nó rất là hay. Một điều mà anh Phương thường thấy mà các bác vẫn còn lo lắng ở những cái dàn loa di động, khi mà hát thì thường là nó không đảm bảo được công suất, là một này, khi loa nó nhỏ quá, hai là cái chất âm nó không được tròn, và do là loa nó là dàn loa ở cái tầm phân khúc tầm trung, tầm rẻ, cho nên là nhiều bác là mua rẻ thì là đâm ra là những cái loa nó bị re trong quá trình sử dụng. Nhưng mà với cái bộ loa này em sẽ giới thiệu các bác về công nghệ của nó. Nó sẽ khắc phục được toàn bộ những cái hạn chế mà những dàn loa di động mà các bác đang sử dụng nó còn mắc phải. Hơn nữa là đây là một trong những bộ cấu hình hoàn chỉnh. Về chế độ của nó, các bác có thể điều khiển bằng các chế độ ở nút mốt này. Đây, nó cho phép các bác kết nối qua cổng AUX này. Đấy, qua cổng gọi là jack. Đây là cổng vào, cổng ra vào nhé. AUX này, in này. Còn các bác mà muốn live stream, các bác sẽ lấy qua đồng cổng này. Dây live stream nhé các bác nhé. Thế còn khi mà chúng ta nhấn tiếp này thì nó chuyển sang chế độ Bluetooth này. Đấy, Bluetooth các bác chỉ cần kết nối một lần là sau nó tự động kết nối. Còn nó có thể sử dụng cổng USB hoặc cổng gọi là cổng thẻ. Nhưng bây giờ thì chắc là USB mới cổng thẻ thì chắc ít rồi. Chủ yếu sử dụng hai cổng này. Về cái nguồn điện của nó sử dụng nguồn điện 12V, cho phép chúng ta có thể chạy liên tục trong vòng 5 đến 7 tiếng đồng hồ liên tục. Và đường mic có khả năng là chúng ta sử dụng các đường mic có dây qua hai cái lỗ này.
Và đây là đường guitar vào, nút chỉnh âm lượng của guitar đây. Con này nó có hay mà cái dòng di động khác chưa có, đó chính là cái giải âm tần của nó. Nó được chia rộng ra. Bình thường các bác thấy rằng những cái dàn loa di động thì thường chỉ chỉnh được cái giải bass, giải chép thôi. Còn con này thì phân tần của nó được chia ra cả giải mid nữa, giải chung. Cho nên là nó sẽ hạn chế được cái việc đó là vỡ tiếng trong quá trình chúng ta nghe nhạc và hát. Và nó chia giải ra như thế này thì cái âm thanh, âm sắc nó chi tiết hơn rất nhiều. Phần echo có delay echo, rồi là phần mic, đặc biệt là phần mic này. Nó cũng chia ra làm 3 giải bass, trung, chép rõ ràng để các bác có thể chỉnh rất là hay. Và ở đây qua cái video này, thực ra là loa di động thì nó là một trong những dòng loa gọi là quốc dân, dễ sử dụng, dễ đầu tư. Nhưng một điều mà em thấy rằng là nhiều bác là khi mà nghe hát là chúng ta cảm thấy rằng là tiếng của dàn loa di động nó chưa được hay. Bởi vì là loa di động nó cũng cần phải có một cái kỹ thuật cân chỉnh. Ví dụ như là ở đây với cái con loa này, con loa trước thì em đã giới thiệu các bác về cái vị trí cân chỉnh để đạt được hiệu quả cao nhất. Các bác phải biết rằng là giữa cái tiếng nhạc này với tiếng delay echo này, rồi là tiếng mic này, nó đều có cái sự gọi là tương quan với nhau. Các bác chỉnh ba cái này không đồng đều thì cái tiếng nhạc nó với tiếng mic nó không hòa trộn được vào nhau. Và do vậy nó vênh nhau thì nó dẫn đến cái tiếng mic nó khó hát, nó nặng. Đấy. Ví dụ như phần nhạc, nếu các bác để nhạc mà tiếng bass mạnh quá thì khi đó nó át đi cái tiếng mic. Đấy. Để nhẹ quá thì tiếng nhạc nó lại mỏng. Cho nên là chúng ta sử dụng làm sao cho hợp lý. Ví dụ như giải chép, để nhiều quá giải chép phần nhạc thì nó sẽ chóe, làm cho chúng ta cứ phải gân cổ lên chúng ta gào thì nó mới theo được nhạc. Đấy. Nhạc nó sẽ quyết định ở phần mic nữa các bác. Cho nên ở với cái sản phẩm này thì nhạc em đang để ở mức, ở cái con này thì em đã bán hôm qua về một con về thành phố Quảng Ninh rồi. Cho nên là hôm nay mà bác có xem được video này nhớ thử cân chỉnh theo cái vị trí này nhá. Bởi vì là mang về thì có khi là anh em lại vặn đi chỗ khác. Cái nút này em để ở góc khoảng độ 2 giờ. Đây là khoảng độ 1 đến 2 giờ. Đây thực ra là tầm 1 đến 2 giờ. Thế còn nút chung này em để tầm 12 giờ. Nút bass này em để tầm khoảng độ 11 giờ. Đấy, đây là phần nhạc nhé, phần music là 4 cái nút này chỉnh music. Còn echo, echo thì cái nút này là nút delay. Em để nó tầm khoảng độ, đây là độ trễ của tiếng echo, nó tầm khoảng độ 1 giờ. Còn delay thì em để nó tầm khoảng độ giữa 1 và 2 đến tầm 2. Đấy. Thế còn ở phần music, tức là phần này là phần mic. Phần mic thì giải chép này, nếu các bác cho chép nhiều nó sẽ hú, mà nó sẽ xé tiếng, nó vỡ tiếng. Cho nên giải chép em để nó tầm khoảng độ giữa 1 và 12. Giải chung thì để 12. Và giải bass, giải bass nếu cho lên nhiều thì nó sẽ bị ù, nó nặng mic, chúng ta hát nó không thanh tiếng, nó không bay ra được. Đấy. Chỉ nếu chúng ta để thấp quá thì nó lại mỏng tiếng, chúng ta không hút âm. Cho nên là giải bass em đang để ở góc tầm này, nó rơi vào tầm khoảng độ 10 giờ. Còn cái độ to của mic này thì em đang để ở mức khoảng là 2 giờ. Như thế là nó đạt yêu cầu rất là tốt. Em hát thấy nó rất là nhẹ. Mời các bác hãy cùng anh Phương thử thưởng thức một đoạn xem là khi chúng ta hát với này bộ loa di động cao cấp mà được chia 3 đường tiếng với lại những giải tần bass, trung, chép rõ ràng sắc nét như thế này thì nó ra làm sao. Mời các bác cùng lắng nghe. Xin mời các bác. Mời các bác hãy cùng thưởng thức nhạc phẩm được mang tên rất dài và rất to. Rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ, nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim yêu. Anh đừng buồn vào năm dài chiến dịch, bộ đội đêm xuyên biên giới nghe tiếng pháo vang, ôi giữa đôi mắt em trong những đêm không ngủ, sao anh em
rất là dẻo, như kiểu là sử dụng vang vang lên. Và đặc biệt là chúng ta không phải cân cổ lên mỗi khi chúng ta ngân nga những giai điệu ở cao trào. Đấy mới là cái trình độ của công nghệ. Hành quân pháo lát dài trên đỉnh đỉnh, hồi hồi đêm giật mình chợt nghe tiếng pháo pha. Ôi xưa đôi mắt em trong chiếc đêm không ngủ, sao anh em nhớ mơ cho anh sao bay vào. Ngày đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Sao anh trên trời cao nắm bao đầu giặc nghỉ. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.